Xin kính chào quý vị khán giả yêu bóng chuyền đã quay trở lại với chương trình tin tức đầy sôi động và kịch tính hôm nay. Chúng tôi hân hạnh mang đến những cập nhật nóng hổi nhất về thế giới bóng chuyền với những câu chuyện đầy bất ngờ và cảm xúc. Hãy sẵn sàng cho một hành trình tràn ngập kịch tính, nơi những ngôi sao bóng chuyền tỏa sáng và những bất ngờ nối tiếp nhau xuất hiện. Mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin khiến người hâm mộ không thể rời mắt, lộ diện ngoại binh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho câu lạc bộ nữ Quảng Ninh. Đây không chỉ là sự tăng cường lực lượng đơn thuần mà còn là một cú sốc đầy hứa hẹn, làm dậy sóng làng bóng chuyền Việt Nam. Liệu tay đập đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này sẽ mang đến những gì cho Quảng Ninh trong hành trình chinh phục mùa giải mới? Đó chắc chắn sẽ là điều mà người hâm mộ nóng lòng chờ đợi. Tiếp theo, một tin tức gây chấn động, ngôi sao tấn công từng là niềm tự hào của đội tuyển bất ngờ bị gạt khỏi đội hình, mở ra cuộc đối đầu đầy căng thẳng với huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chiến E định mệnh để với Thái Lan tại giải Đông Nam Á 2024. Sự vắng mặt của ngôi sao này liệu có ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển? Căng thẳng giữa huấn luyện viên và cầu thủ liệu sẽ đi đến đâu? Và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trận đấu sinh tử với đối thủ truyền kiếp Thái Lan? Câu trả lời đang nằm ở phía trước và hứa hẹn sẽ làm dậy sóng cộng đồng bóng chuyền Đông Nam Á. Và cuối cùng, một tin tức gây bão, đội bóng chuyền Việt Nam vừa lập kỷ lục sau chức vô địch ngoạn mục và ngay lập tức nhận được tài trợ e khủng 10 tỷ đồng. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của các cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam và khoản tài trợ này hứa hẹn sẽ là bước đà mạnh mẽ để đội bóng tiến xa hơn trong các giải đấu lớn. Những kỳ vọng và áp lực đang đè nặng lên vai họ, nhưng với sức mạnh của tinh thần và tài năng, liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách để tiếp tục viết nên lịch sử? Ngay sau đây, chúng tôi sẽ mang đến những tin chi tiết và góc nhìn sâu sắc nhất về các sự kiện nổi bật này. Quý vị hãy cùng đón xem. Thông tin đầu tiên lộ diện ngoại binh Thổ Nhĩ Kỳ của bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Vừa qua, đại diện của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã xác nhận với tin tức online rằng họ đã hoàn tất bản hợp đồng với ngoại binh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ilic Basa. Tay đập này sẽ tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 10 để hội quân cùng đội bóng mới. Theo lịch trình, Ilic Basa sẽ di chuyển thẳng lên địa điểm thi đấu, Lào Cai, do hiện tại toàn đội Quảng Ninh đã có mặt tại đây để chuẩn bị chuyên môn cho giai đoạn nước rút của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ilic Basa, cao 1m90, từng thi đấu tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia. Vị trí sở trường của cầu thủ này là đối chuyền. Ở mùa giải 2020-2021 của giải vô địch quốc gia Thái Lan, Ilic Basa xuất sắc nhận danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất. Trước khi tới Việt Nam, tay đập này thi đấu giải vô địch quốc gia Puerto Rico và cũng nhận danh hiệu tương tự. Bên cạnh Ilic Basa, đội bóng đất mỏ có thêm một ngoại binh người Thái Lan là cựu tuyển thủ quốc gia Gunlapa Piampong. Kết thúc giai đoạn 1, Quảng Ninh mới chỉ có 4 điểm, tạm xếp hạng thứ 7. Các đối thủ của đội bóng đất mỏ ở lượt đấu đầu tiên đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Libero Lê Thị Yến, thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cho biết, để chúng tôi hy vọng sẽ cùng đội hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại giải đấu năm nay. Quảng Ninh là đội có mặt sớm nhất tại Lào Cai, địa điểm tổ chức giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Hầu hết các câu lạc bộ khác đang tập luyện tại các đơn vị địa phương, nhưng do ảnh hưởng của bão số 3, Yari, khiến nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng. Các cầu thủ phải di chuyển lên Lào Cai từ ngày 21 tháng 9, sớm hơn dự kiến nửa tháng. Thông tin tiếp theo, ngôi sao tấn công bị gạt bỏ đối đầu huấn luyện viên Tuấn Kiệt, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở giải Đông Nam Á 2024. Ngôi sao tấn công 25 tuổi không được huấn luyện viên Tuấn Kiệt trọng dụng sẽ đối đầu với chính nhà cầm quân này để chứng tỏ tài năng. Tuyển Phúc San nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở giải Đông Nam Á 2024. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt và các học trò tại câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đang bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút khi giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia 2024 đã cận kề. Không khí trong đội đầy căng thẳng, không chỉ bởi áp lực giữ vững thứ hạng mà còn vì trận đấu mở màn sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng với Gele Simcoe Thái Bình, một đối thủ đang quyết tâm vùng lên sau chuỗi thành tích kém cỏi. Đây không chỉ là trận đấu tranh giành từng điểm số quý giá giữa hai đội bóng, mà còn là cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa huấn luyện viên Tuấn Kiệt và ngôi sao tấn công Nguyễn Thị Uyên. Ngân hàng Công Thương hiện đang đứng thứ 6 với 5 điểm sau giai đoạn 1, nhưng Gele Simcoe Thái Bình, dù đang xếp thứ 8, vẫn mang trong mình khát vọng trụ hạng mạnh mẽ. Từng pha bóng trong trận đấu này sẽ như một bước đi trên dây, khi cả hai đội đều không còn chỗ cho sai lầm. Tuy nhiên, sự kịch tính của trận đấu này không chỉ nằm ở bảng điểm,
mà ở câu chuyện bên lề giữa huấn luyện viên Tuấn Kiệt và Nguyễn Thị Uyên, mối duyên nợ đầy sóng gió. Cô chủ công sinh năm 1999 với khả năng bật đà lên tới 2m90 và bật chắn 2m85, từng là một trong những ngôi sao sáng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, mang về huy chương bạc SEA Games 2022. Thế nhưng, điều bất ngờ là Uyên lại không được huấn luyện viên Tuấn Kiệt triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong năm 2023 và 2024, một quyết định gây xôn xao dư luận và để lại nhiều dấu hỏi. Đây không chỉ là nỗi thất vọng cá nhân của Nguyễn Thị Uyên, mà còn là cơ hội để cô chứng minh rằng mình xứng đáng có mặt trong đội hình tuyển quốc gia, và hơn hết là thách thức quyết định mà cô dành cho người thầy cũ. Trận đấu ngày 8 tháng 11 năm 2024 sẽ không chỉ là màn đối đầu giữa hai câu lạc bộ, mà còn là cuộc chiến nội tâm của Nguyễn Thị Uyên khi cô phải đối mặt với huấn luyện viên Tuấn Kiệt trên sân. Mỗi cú đập bóng, mỗi pha chắn sẽ như lời tuyên bố mạnh mẽ của Uyên rằng cô vẫn còn đầy khát khao và tiềm năng. Ánh mắt của cô chắc chắn sẽ hướng về băng ghế huấn luyện đối thủ, nơi mà huấn luyện viên Tuấn Kiệt, người từng từ chối cô, đang theo dõi từng bước di chuyển. Liệu Nguyễn Thị Uyên có thể biến nỗi thất vọng thành động lực để bùng nổ, đập tan mọi hoài nghi và giành chiến thắng trước người thầy cũ? Hay huấn luyện viên Tuấn Kiệt sẽ chứng tỏ sự đúng đắn trong quyết định của mình và dẫn dắt Ngân hàng Công Thương vượt qua thử thách? Trận đấu này không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài giữa hai đội bóng mà còn là cuộc chiến tinh thần giữa hai con người từng gắn bó, từng chia sẻ chung một giấc mơ vinh quang, nhưng nay lại đối đầu nhau trên hai chiến tuyến. Hãy cùng đón chờ một trận đấu mà từng pha bóng sẽ được thổi bùng bởi ngọn lửa khát khao, và mỗi khoảnh khắc trên sân sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa lòng tự tôn và chiến thuật. Và cuối cùng, đội bóng chuyền của Việt Nam được tài trợ 10 tỷ đồng sau khi lập kỷ lục với chức vô địch. Bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh đã bước lên một tầm cao mới với một cú đột phá đầy kịch tính và quyết liệt, không chỉ trên sân đấu mà còn cả trong chiến lược phát triển đội bóng. Theo thông tin từ báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận được khoản tài trợ khổng lồ lên đến 10 tỷ đồng mỗi năm trong vòng 5 mùa giải tới từ một đơn vị, tạo ra bước đệm vô cùng quan trọng cho hành trình sắp tới tại giải vô địch quốc gia 2025. Sau khi xuống hạng đầy tiếc nuối ở mùa giải trước, đội bóng nữ thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phục thù bằng một cú lội ngược dòng không thể tuyệt vời hơn. Họ đã chinh phục giải hạng A toàn quốc 2024 một cách đầy uy dũng, giành vé trở lại giải vô địch quốc gia 2025 với phong độ xuất sắc. Chung kết là một trận đấu mà mọi người sẽ không bao giờ quên khi thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Kinh Bắc Bắc Ninh với tỷ số 3-0, 25-21, 25-21, 25-17, một cách không khoan nhượng, khẳng định đẳng cấp và sức mạnh tuyệt đối. Dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên Trần Hiền, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc giành chiến thắng, mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi 6 trận toàn thắng, không thua một set nào tại vòng chung kết giải hạng A. Đây không chỉ là dấu ấn của sự cố gắng, mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chiến đấu và chiến lược khôn ngoan mà đội bóng đã xây dựng. Đáng chú ý, với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, đội bóng nữ thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ những ngôi sao sáng giá như ngoại binh người Thái Lan Onuma Sitirat và hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh. Trong đó, Onuma Sitirat, một huyền thoại bóng chuyền khu vực Đông Nam Á, sẽ là vũ khí lợi hại nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong mùa giải 2025. Ở tuổi 38, cô không chỉ mang đến kinh nghiệm dày dặn từ việc từng thi đấu ở Việt Nam qua nhiều mùa giải, mà còn là người sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ với 6 huy chương vàng SEA Games, 1 huy chương vàng ASEAN Cup và 2 chức vô địch ASEAN Championship. Onuma Sitirat đã chứng minh mình vẫn còn là một ngôi sao sáng khi ghi tới 31 điểm trong một trận đấu ở giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2024, cho thấy khả năng của cô chưa bao giờ thuyên giảm theo thời gian. Đây chính là bản hợp đồng chất lượng, tạo nên sự kỳ vọng lớn cho mùa giải sắp tới của câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu biết rằng mùa giải 2025 sẽ đầy thách thức, nhưng với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, đội hình chất lượng và tinh thần quyết chiến cao độ, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Liệu họ có thể viết tiếp câu chuyện kỳ diệu và khẳng định vị thế của mình trong làng bóng chuyền Việt Nam? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những trận cầu nghẹt thở, những pha bóng đỉnh cao và cuộc hành trình đầy cảm xúc của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh.